đánh đổi cho anh. Giờ anh còn tới đây quán trách tôi được hả? Đâu mới là hạnh phúc? Ở đây con mình mới qua đi yêu. Đủ mấy gà hàng số qua chơi cho nó vui. Nỗi đau. Ba con ngọc trở về từ mình đời hứa ao. Đã hơn 100 triệu rồi đó. Tình cái gì như không lại có. Tình có lại như không. Tránh xa tôi ra. Đồ quái thai cùng. Bảo đảm của Kim La mà thấy à. Mãi trôi đi. Có bao giờ dừng lại. Nếu để cho vợ phải đi làm cái nghề này để nuôi thân thì anh cũng coi lại tư cách làm chồng của mình đi. Người á, lúc nào cũng bê bối. Tiền thì không có, cả tuổi thanh xuân tôi đánh đổi cho anh. Giờ anh còn tới đây quán trách tôi được hả? Thank you.
kiếm gì hả? Ờ, không có gì. Đây là sổ sách thống kê 2 năm nay. Ngọc coi còn cần gì nữa không? Cứ để đó đi. Ừ. Alo, chị Lành đó hả? Hôm bữa xếp đồ cho tôi, chị có thấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ở đâu không? Không thấy hả? Nhớ anh hay sao mà đứng ngẩn ngơ vậy? Có chuyện gì nói anh nghe coi, không chừng anh có cách giải quyết đó. Không có chuyện gì đâu, em đang tìm một thứ rất là quan trọng thôi. Quan trọng bằng anh không? Nhảm hoài. Mình qua đây ngồi đi. Thấy em buồn quá, anh có món quà này muốn tặng cho em. Em không cần quà cáp gì hết á. Em đừng có hối hận nghe. Em đã nói rồi mà. Tặng cho em nè. Sao anh lại có nói vậy? Em quên à, bữa mình đi ra biển, em bị sóng đánh ướt hết người. Em tháo nữ trang ra đưa cho anh rồi dọn đi thay đồ. Sau đó anh đưa lại cho em, còn sót mất cái này. Anh tính đưa cho em hoài mà quên mất. Với lại anh không nghĩ nó lại quan trọng với em đến như vậy. Đây là cái đồng hồ đẹp nhất đối với em. Sinh nhật em năm 18 tuổi, bà đã mua món quà này ở nước ngoài gửi về. Bà đã mua cho mẹ em. Và nó đã đánh dấu cho khoảng thời gian mà gia đình em hạnh phúc nhất. Xem ra em cũng là một người rất coi trọng gia đình đó chứ. Vậy sao em lại không muốn kết hôn? Định ngày bẫy em á hả? Thì anh cũng thấy gia đình em rồi đó. Ngày xưa hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại chán bấy nhiêu. Anh hiểu mà, anh giận chút thôi. Mà anh ganh tị lắm đó nghe. Ừ? Vụ gì? Thì vụ em thiên vị cái đồng hồ đó. Không biết lúc anh mất tích em có buồn như vậy không, rồi kiếm được anh em có vui như vậy không nữa. Anh đừng có nói linh tinh nữa, anh gọi món đi. Buồn quá buồn quá. Lập công mà không thấy ai khen thưởng gì hết trơn. Được rồi, chầu này em mời nha. Vậy có ai nói là tôi không còn chiêu nào độc hơn nữa ta? Em không nghĩ là anh còn ghi lòng tạc giả cái vụ đó đó. Ok, coi như là bữa nay em thua. Vậy là què nha. Ừ. Em gọi món đi. Sao hai đứa mình cứ như là thi đấu gì trời. Cô Ngọc, có chuyện gì không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Vậy thì anh nói luôn đi. Tôi muốn nói chuyện riêng. Nói chuyện ở đây được rồi. Tôi không có việc gì phải giấu giếm các nhân viên khác của tôi. Quyết định thôi việc. Có gì không? Hôm đó tôi đưa vợ tôi đi săn. Đó là chuyện của gia đình anh, tôi không biết. Tôi chỉ biết bữa đó anh đã bỏ một hợp đồng quan trọng của công ty mà không nói với tôi một tiếng nào. Công ty vì chuyện đó mà thất thoát bao nhiêu, anh có đền nổi không? Tôi cho anh nghỉ việc là đã nhân nhượng lắm rồi đó.
Cô nói cái gì thì cũng phải có lý lẽ một chút. Vì hôm đó vợ tôi chuyển già đột ngột, bằng mọi giá nào tôi cũng phải chở vợ đi. Vậy tại sao anh lại quán trách tôi? Anh đang làm rất đúng mà. Hôm đó nếu vợ anh mà có làm sao thì anh sẽ ân hận cả đời. Vợ anh mà có làm sao thì anh quán trách tôi. Chứ công ty mà có làm sao thì tôi biết quán trách ai đây? Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, không thể cái gì cũng đòi cả hai được. Dù sao hôm đó anh đã làm rất đúng. Chẳng có gì là phải nối tiếc. Vậy ha? Cô Ngọc. Vậy đi, tôi sẽ đền cho anh một khoản bồi thường để anh lo cho vợ anh lúc này. Không còn gì nữa chứ? Công ty đang sùm vụ anh Thắng kìa. Có gì để nói? Chuyện đó thì anh ta sai thiệt, nhưng cũng không tới nỗi đó. Nè, mình đã nói rồi, làm ăn mà mềm lòng quá đâu có được. Mình không tin là có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ gì đó đâu. Mất cái này được cái kia. Bởi vậy Ngọc mới chưa muốn lập gia đình, vì không muốn hy sinh công việc, đúng không? Ê, biết rồi nha. Làm quân sư cho người ta được đãi ngộ chưa đủ, quay qua làm gián điệp luôn phải không? Gián điệp gì? Tôi quan tâm bạn bè mà. Biết rồi, vẫn chơi thôi. Mà anh Cường cũng đã thú nhận Tú làm tay trong cho ảnh rồi. Chết, bại lộ rồi hả? Chắc rút quần quá. Không cần đâu, mình đã đề phòng rồi, giờ có rút hay không thì cũng vậy thôi. Nè, đừng có nói bữa nay vô đây làm vợ thám nha. Quên nữa, tính vô nói với Ngọc là mấy đồ quý của Ngọc chuyển từ Hội An vô đây rồi, tôi cho người chuyển thẳng tới nhà rồi đó. Vậy hả? Vậy thì qua đó coi sắp xếp sao luôn nha. Ủa sao anh Đông hôm nay tới trễ vậy ta? Ủa, ngày nào anh cũng tới sớm nhất mà, sao hôm nay kỳ vậy? Sao đồ đạc không sắp gọn lại mà bày bừa ra vậy? Hư đồ của tôi thì sao? Xin lỗi, bữa nay nhà tôi có việc, xin lỗi nha. Nè, anh uống rượu hả? Dạ không có, mà có, tôi có uống chút à. Xin lỗi. Nam hả? Gì vậy? Anh tới nhà cô Châu Ngọc chưa? Đang đứng đây với cổ nè. Tôi có chuyện tới trễ xíu, có người giao mấy kiện hàng của cổ ngoài kia chuyển vô, anh ký nhận giùm tôi nha. Trời ơi, tôi ký nhận lâu rồi cha. Riết rồi ông giống sếp tôi quá ha. Có công chuyện gì thì đi nhanh nhanh đi. Về làm cho xong việc cái nhà này nữa. Chủ nhà người ta đang nhằn kìa. Rồi, xong việc tới liền. Ừ, vậy ha. Tú, hả? Coi hợp đồng với bên này thanh toán tới đâu rồi? Cô Ngọc à. Cô Ngọc à. Cô thông cảm cho. Tôi có uống chút rượu, nhưng mà tôi vẫn làm việc bình thường được mà. Với lại trong hợp đồng của mình á, đâu có điều lệ nào mà cấm rượu bia đâu, đúng không cô? Trời ơi, nghe mùi rượu bia không, gớm quá. Ngọc, trời ơi, sao từ từ thôi. Ê,
Trời ơi, thôi, sạch lắm rồi. Nãy giờ ra vô 3 lần rồi đó. Vậy bây giờ tôi làm biên bản thanh lý hợp đồng với công ty này, kiếm chỗ khác làm nha. Không. Nếu mà như vậy thì dễ dàng quá. Thanh lý hợp đồng xong, họ lại có thể đi làm ngay ở công trình khác. Cứ để đó, mình sẽ có cách trị. Tú soạn giùm mình một cái phụ lục rồi kêu họ ký vào đó nha. Có hiểu ý mình không? Sạch rồi. À, nữ hả? Anh Đông, coi tranh của cổ nè. Tranh kiểu này ở nhà em tụi nhỏ nó vẽ nó quăng còn không hết, ở đó mà treo. Ui, thôi kệ cổ đi. Đối với cô này kêu sao thì cứ làm vậy, đừng ý kiến ý cò với cổ chi cho mệt. Dạ anh Đông, em biết rồi. Đụng đến đồ của cổ em sợ dữ lắm, mà không hiểu sao mỗi lần cổ đến là có chuyện liền à. Cổ làm gì thấy ớn. Hôm bữa cổ xịt dầu thơm á, mà em nghe như thuốc côn trùng vậy đó. Làm như muốn diệt tận gốc anh em mình vậy đó. Bữa đó tôi cũng hơi bậy. Làm tiền công bị cắt bớt, còn phải ký vô 3 cái phụ lục hợp đồng chết tiệt. Điều kiện gì mà còn dài hơn cái tấu sớ của Nam Tàu bắt đầu nữa. Nói mới nhớ, bữa trước cô Tú trợ lý có nhắc rõ ràng rồi đó nghe. Ráng đừng có để cho người lạ ra vô cái chỗ này nữa. Bên đó mà biết được thì phiền phức lắm. Qua trái một chút. Xin qua. Dạ. Rồi. Được rồi đó. Quà đẹp quá vậy. Ê gì? Bỏ ra gì? Ông tướng này đâu ra đây? Biến lẹ giùm tôi một cái đi. Thôi, ông biết đây là người tình trong mộng của tôi mà. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nó ngoài đời. Thôi, đừng có nở chia lìa lứa đôi. Trời ơi, ở đâu ra cái loại sến rện này vậy? Bỏ xuống liền nghe chưa? Đừng để tao dùng tới biện pháp mạnh nha. Trời ơi, làm gì ghê vậy bạn? Ông có biết á là tôi mê cái này lắm không? Cho rờ chút xíu, có sức mẻ gì đâu mà sợ. Bây giờ mày không nghe phải không? Mày có tin là tao gọi điện thoại cho con Nhi nói là mày còn quen với con Hoa, con Mận, con Đào, con Mít, con Ổi, con Xoài gì không? Hả? Ê, từ từ, thôi, đừng làm vậy nha. Thôi được rồi, tôi bỏ xuống nè. Trời ơi, đừng làm bậy mà. Trời ơi, tao đã nói với mày rồi mà. Bây giờ mày tính sao đây? Hả? Tôi không có ý. Trời ơi, tao giết mày. Trời ơi. Anh Đông ơi, chủ nhà tới kìa. Chết rồi, cứu tôi đi. Trời ơi, giận sao? Còn sao nữa? Mày ra mày nói chuyện với người ta đi. Nói gì? Trời ơi, ông giúp tôi một lần đi. Thôi để ông trốn đi, cậu vô là có chuyện lớn nữa đó. Giờ sao? Tôi chết chắc rồi đó. Mày đi kiếm chỗ chết đi. Trời, đi theo tôi. Mày cô. Gần hoàn thành rồi. Chắc mấy bữa nữa là nghiệm thu được rồi đó. Cái gì vậy? Cô Ngọc,
Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý. Cô Ngọc à, thiệt tình là tôi không biết phải giải thích với cô sao nữa. Tôi rất tiếc. Tôi xin lỗi. Thật ra là không phải tôi. Không phải tôi cố ý. Thành thật xin lỗi cô. Xin lỗi. Lại xin lỗi. Sao anh giải quyết mọi chuyện đơn giản như vậy? Lần thứ nhất tôi gặp anh, tụ tập bạn bè tới đây gây rối. Anh xin lỗi. Lần thứ hai anh rượu chè be bét, ói mửa tùm lum. Anh cũng xin lỗi. Lần này anh đập phá đồ đạc, rồi lại xin lỗi. Là xong sao? Cô Ngọc à, tôi biết là chuyện này cô không có thể bỏ qua. Nhưng cô hãy để cho tôi giải thích. Mong cô thông cảm. Giải thích? Để tôi giải thích cho anh nghe nha. Tú, đọc giùm mình khoảng 3 điều 5 trong hợp đồng về trách nhiệm và nghĩa vụ của bên thi công. Về việc này á, thì trong điều khoản hợp đồng đã ghi rõ rồi. Trong quá trình sửa chữa, nếu bên B làm thiệt hại bất kỳ đồ vật gì của bên A, thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường. Cô Ngọc à, thật ra chuyện này là không phải do tôi, là do bạn tôi. Nó ghé qua rồi, nó sơ ý nó làm. À, bạn nữa hả? Tú, hình như cái này mình cũng có thể giải thích cho anh ta. Lý do tại sao trừ tiền công lần tiếp theo? Phụ lục đã ghi rõ rồi, tôi đã nhắc anh nhiều lần rồi mà. Nếu vi phạm thêm điều khoản này nữa, anh sẽ phải bồi thường thêm 5% giá trị hợp đồng, là 25 triệu. Còn chiếc bình, tôi không biết nói sao nữa. Anh Đông, chiếc bình này là loại duy nhất còn sót lại từ thời vua Minh Mạng, có giá trị thật sự rất là cao. Chưa tính đến các khoản khác, chỉ tính trị giá ông Trường ba cô Ngọc mua về từ hồi 5 năm trước đã hơn 100 triệu rồi đó. Cái gì? Hơn 100 triệu? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Tôi tính như vậy đâu có được. Ngày đó ba mình đã bỏ ra hơn 5 cây vàng để mua cái bình này, lúc đó là hơn 100 triệu. Với giá vàng của thời điểm này là 175 triệu mới đúng. Thêm khoản vi phạm phụ lục hợp đồng là 25 triệu, tổng cộng là 200 triệu. 200 triệu? Cô giỡn chắc? Anh nhìn tôi giống giỡn không? Nếu anh không bồi thường, tức là anh đã vi phạm hợp đồng. Tới lúc đó, tôi nghĩ là chúng ta phải gặp nhau ở tòa. Cô mình phải đi đây. Tú giúp mình giải quyết việc này. Cô Ngọc. Cô Ngọc ơi. Cô Ngọc. Cô Ngọc. Cô Tú à, cô coi cô giúp tôi cái chuyện này đi. Chứ một mình tôi sao gánh nổi. Số tiền này quá lớn. Về chiếc bình á, thì tôi không giúp được anh rồi đó. Tuy nhiên, về giá trị bồi thường, tôi sẽ nói với Ngọc giúp anh. Nhưng chắc cũng không giảm được bao nhiêu đâu. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Trời ơi, sao tôi xui xẻo quá vậy nè. Lần trước mấy cô đã quản thanh toán cho tụi tôi rồi. Tụi tôi cũng cố làm để cho xong, để sớm nhận tiền. Giờ còn thêm cái vụ bồi thường này nữa, tôi sống sao nổi đây. Vậy đi, tổng cộng tụi tôi đã thanh toán cho anh 80%, còn 20% là 100 triệu. Đợi nghiệm thu xong sẽ thanh toán hết. Giờ xảy ra chuyện này, bên tôi sẽ trừ vô khoản bồi thường bên anh. Số còn lại là 100 triệu, anh kiếm cách bồi thường cho tụi tôi. Ủa cô Tú, cô nói còn có 100 triệu là sao? Bên cô mới thanh toán cho tôi có 50% hợp đồng à. Bên tôi chi phần lớn cho vật tư hết rồi. Anh nói gì lạ vậy? Đợt 30% tôi đã thanh toán từ tuần trước rồi. Đúng là có giảm đi một ít vì vụ lần trước, nhưng mà đã thực hiện thanh toán rồi mà.
Được rồi, xong chưa? Dạ xong rồi anh. Dạ cảm ơn anh. Chào anh. Ông biết tin gì chưa? Hử? Con nhỏ mới kêu con bé Phương kế toán lên gặp nó đó. Ông làm tôi mất hứng quá. Tôi còn đang hồi hộp đợi con nhỏ đó làm được cái gì. Ai dè là gọi con nhỏ Phương lên. Hai con nhỏ đó mà ngồi nói chuyện với nhau thì là ba cái chuyện phụ nữ chúng mình có gì đâu. Thôi đi ông ơi. Cái vụ thằng Thắng hôm bữa đó là tôi thấy con nhỏ không dễ ăn rồi. Nó mà biết chuyện của tụi mình là chết. Con nhỏ này muốn làm người khác chết thì chỉ có nước dùng mỹ nhân kế thôi. Mà mấy con nhỏ tiểu thư ngơ ngơ ngác ngác á, đâu phải là gu của tôi. Coi chừng ông chủ quan quá. Tôi nghĩ mình nên đề phòng. À, cô Tú. Anh Hải, anh Lập, chị Ngọc mời hai anh lên phòng họp. À. Anh Thành hả? Anh đang ở đâu vậy? Em có chuyện gấp muốn gặp anh nè. Anh không có ở công ty hả? Vậy anh đang ở đâu? Để em chạy tới. Dạ, anh ở xa hả? Chán thiệt. Ủa? Anh Thành. Ồ, hên quá, chú anh ở đây. Ừ, ngồi ngồi, ngồi đi chú. Anh xin lỗi chú nha. Lúc này anh lu bu và nhiều công chuyện quá. Anh không muốn gặp ai, chú cũng thông cảm một chút cho anh nha. Anh à. Dạ, xin lỗi anh uống gì ạ? Thôi khỏi, tôi đi liền. Dạ. Ờ mà thôi, cho tôi ly cà phê đá đi. Dạ, anh chờ chút. Anh Thành, anh coi làm sao chứ đội em đói lương gần cả tháng nay rồi. Anh á thì anh hiểu. Anh hiểu cái khó khăn của mấy chú. Nhưng mà bên đó họ đòi hỏi cao quá, mà chưa có nghiệm thu, cho nên là tới bây giờ tiền bạc họ cũng chưa thanh toán hết cho anh nữa nè. Ủa đâu có. Em nghe cô Tú bên đó nói là đã thanh toán đợt 3 rồi mà. Cũng hơn một tuần rồi mà không thấy anh báo với tụi em một tiếng nào hết. Chú nên uống nước đi. Uống nước đi chú. Trời ơi, chờ cái ly cà phê của em mà anh muốn quá đá luôn đây nè. Ha. Xạo quá đi. Anh Thành. Về cái chuyện thanh toán tiền á, mấy chú xui hết sức luôn. Chứ cái mối này nó rất là sộp. Chứ làm xong xui rồi là người ta thanh toán liền, chứ đâu có để vậy đâu. Mà tôi thấy cái đội của chú làm ăn sao tôi cũng không biết nữa. Mà người ta bắn giống tôi suốt luôn. Tôi phải điều đình không biết bao nhiêu lần nó mới em được như vậy nè. Alo, Tú hả? Ờ sao, khỏe không em? Anh mới vừa nhắc em tức thì đó. Sao? Hả? Vụ cái bình bể đó hả? Bên đó người ta kêu bồi thường hả? À, rồi rồi. Rồi anh hiểu rồi nha. Vô đây. Dạ. Con chào chú. Sao mà gọi tôi bằng chú? Bộ tôi già lắm hả? Dạ đâu có, chú còn trẻ mà. Tại con thấy anh Đông với mấy đứa nhỏ gọi vậy nên con gọi cho quen. Nó gọi sao là chuyện của nó, có dính dáng gì tới cô đâu. Cô đâu phải bà con họ hàng gì đâu.
Sao tự nhiên cô gọi tôi vậy? Tôi tổn thọ chết à? Coi vậy chứ tôi hơn Đông có mấy tuổi già. Ủa? Vậy chú còn trẻ hả? Ừ. Vậy mà con tưởng chú cỡ tuổi má con á. Cô nói vậy có phải tội tôi không? Tôi còn trẻ măng à. Tại tôi không có được may mắn như người khác, sức khỏe không có tốt. Tôi lao lực quá đó, mới cần nhiều đầy tuổi mà nhìn thấy thương ghê không? Tội nghiệp quá. Tội nghiệp anh Đông quá. Đã một tay lo cho hai đứa nhỏ rồi, bây giờ còn gánh thêm chú nữa. Chú mới chừng này tuổi mà con thấy còn yếu hơn má con nữa đó. Nãy giờ vô kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, con kiếm anh Đông. Kiếm Đông? Kiếm nó làm chi? Dạ, nghe nói mấy đứa nhỏ ở nhà thích ăn thịt kho hột vịt lắm, nên con kho một tổ đem qua. Ủa, có cái nồi nào không chú, để con bỏ vô chút chú ăn hâm lại cho nó nóng. Dưa bếp á? Dạ. Trời ơi, nhà không có phụ nữ thấy khổ gì đâu á. Đồ đạc tùm lum mà, sao không ai dọn? Xuống dọn giùm đi. Dạ, con xuống liền. Trời ơi, thằng này bữa nay ghê ta. Mướn nguyên ô xin tới phụ tôi nữa. Chú Thọ ơi. Chú Thọ ơi, chú Thọ ơi. Chú Thọ, kỳ này chết chắc chú ơi. Gì nữa? Trời ơi, ba má tao đặt tao tên Thọ, mà mày cứ kêu tên tục tao rồi mày kèm theo cái chữ chết nữa là sao? Trời ơi chú ơi, con giao mạng cho chú nè. Chú xử sao chú xử, nhưng mà chú đừng có giao con cho ông Đông nha. Vụ gì nữa đây? Alo. Đúng rồi, em mời ảnh tới gặp chị liền nha. Hai anh về được rồi. Cứ để đó cho tôi đi. Xin phép. Thư kiểm toán ra là số liệu, bây giờ sao? Con nhỏ này độc quá mà, nó muốn cản đường lui của mình sao? Sao rồi? Sao gì chú? Chuyện cái bình cổ đó. Đi ra đi, tao có phải bà Ngọc đó đâu mà trốn. Sao không biết tôi trốn đây hay vậy? Lần manh mối lẹ quá ha. Ông đổi nghề thám tử được á. Đúng rồi đó, mày sắp tội nguyện rồi. Tao sắp phải đổi nghề vì mày rồi. Giờ tôi còn cái mạng tôi không nè. Ông muốn rước thì ông rước về nhà ông luôn đi. Ông này vui tánh quá ha. Anh Đông có muốn rước á thì rước người biết chăm sóc gia đình, chăm sóc hai đứa nhỏ, chứ rước ông về làm gì hả? Có đó, rước nó về làm ông có nội tôi nè. Ủa, cô qua đây làm chi vậy? À,
Tao cũng đang tính hỏi mày nè. Nhà ha, bữa rày tiền ăn còn không đủ, mày bày đặt ở đâu mà mày thuê mày mướn thêm ô xin vậy? Tôi mà là ô xin hả? Mấy người quá đáng lắm. Bản tổng hợp này rõ ràng là có vấn đề. Tuy nhiên, số liệu và chứng từ họ chuẩn bị khá kỹ. Tôi nghĩ mình phải mất thêm nhiều thời gian để xem lại toàn bộ. Cứ làm như vậy đi. Có gì mới thì gọi điện cho tôi liền nha. Được rồi. Cảm ơn anh. Chào chị. Chào anh. Alo. Dạ xin lỗi, có phải chị là Châu Ngọc không ạ? Tôi đây. Tôi là Ngọc, có việc gì không chị? Dạ có một người tặng chị một bài hát, chị vui lòng giữ máy nhé. Chiều mới nữa hả? Kiểu này á, nó tính ghi tỷ số áp đảo em phải không? Anh không muốn lập công nữa đâu. Anh chỉ muốn giúp em xả stress thôi. Mệt mỏi thì có chứ stress thì không đâu nha. Em tinh thần hết mà, dễ gì bị căng thẳng. Sao lúc nào em cũng tự tin dữ vậy? Nếu nói như vậy thì anh là người thừa rồi. Cái đó không biết nha. Mà em thấy chỉ cần mình em là đủ giải quyết mọi chuyện thôi. Anh cũng cảm ơn đó. Ghê ta. Anh cũng thấy chỉ mình em là đủ rồi. Mình em mà không đủ, cái định kiếm thêm vài em nữa thì mới đủ đúng không? Em nói gì cũng phải chặn hết đường người ta em mới chịu à. Em không bao giờ nhìn người khác được sao? Có chứ. Đi. Bây giờ em nhường anh nè. Ủa? Mà đi đâu? Thì đi ăn. Em nhường anh trả tiền đó. Đi. Đi. Nó làm ráo riết quá. Tôi nghĩ nó phát hiện ra rồi. Ông đó, con nhỏ đó có cái gì đâu mà ngán. Hồi chiều lúc giải trình số liệu, ông không lắp ba lắp bắp thì nó đâu có nghi ngờ dữ vậy. Đã thống nhất là đổ cho thằng Dương mà còn phát ngôn linh tinh. Ông nghĩ nó tin chắc. Nó kêu người bên ngoài ra lại là hiểu rồi. Ây, trời ơi, tức với ông quá. Bây giờ nó nghi thì cho nó nghi đi. Nhưng mà chưa tìm được thằng Dương thì nó đâu có bằng chứng. Mà sao? Liên lạc được với thằng Dương chưa? Thưa ba, con mới về. Ba con sao vậy ông? Ba tụi con
bữa nay bị nội thương nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng để phục hồi 10 thành công lực, hiểu không? Ông làm như phim trưởng vậy. Còn ghê hơn phim trưởng nữa. Nè, ba tụi con bữa nay gặp một mụ phù thủy rất là lợi hại, bà tung chưởng rầm rầm hại ba con ra vậy nè. Phù thủy Sim La hả ông? Chính xác, chính là mụ Sim La. Thôi mà em, anh biết em thích ngồi những vị trí ngắm sông như thế này mà. Anh biết tính em mà, đã không thì thôi, chứ được chọn là phải chọn chỗ đẹp nhất. Vậy nếu em không ngồi những chỗ khác thì làm sao biết được chỗ đó là đẹp nhất? Cũng có lý. Theo như anh nói thì nếu như em không cho những chàng trai theo đuổi em một cơ hội thì làm sao biết được anh chàng nào là cao điểm nhất, đúng không? Nhưng mà anh biết, trong mắt em không ai qua được anh đâu. Cũng như ngay từ đầu em đến đây, em đã chọn ngay chỗ này chứ không phải là chỗ nào khác. Chọn chỗ á là do sở thích cá nhân, còn chọn anh á thì do dính chút sở thích của ba má em nữa. Vậy xem ra anh hợp khẩu vị với những người cao tuổi à? Còn em hợp khẩu vị của ai? Em à, em hợp khẩu vị của người Quế đó. Sao vậy? Vì người Quế thích ăn cay. Anh nói giỡn thôi. Cuối tuần này má anh vô, em thu xếp thời gian gặp má anh nha. Anh biết chắc chắn em sẽ hợp khẩu vị với má anh đó. Hai đứa chưa ngủ hả? Hôm nay cô về chở anh mấy bữa, tụi con chờ cô tối giờ. Ủa, khuya rồi, hai đứa không ngủ đi, chờ cô chi vậy? Thì chờ cô, để cô dẫn tụi con đi ăn mì gõ. Ủa, có vụ này nữa hả? Thì hôm qua cô Út nói cô Út mời tụi con đi mà. Ha, ha nè ha. Dạ, hôm qua tụi con đang chơi, cô la ồn ào quá, để cho cô ngủ, cô khuyên là tụi con đi ngủ đi. Rồi muốn gì cô cũng chịu. Hôm qua cô nói là hôm nay cô dẫn tụi con đi ăn mì gõ. Cô còn nói vậy nè. Ok, chơi luôn. Ờ, ok. Khuya rồi. Ờ. Còn ồn ào vậy mấy đứa. Ngủ đây. Trời, khổ ghê vậy, cứ lao lực gì con cháu miết. Nên tôi già trước tuổi nè trời. Ngồi đây không? Dạ. Chú, vụ gì nữa? Chú, cho con dài xị để dẫn mấy nhóc đi ăn mì gõ đi. Nè, mày coi lại đi nghe. Mày còn khỏe mạnh, đi làm có tiền đàng hoàng, chưa bao giờ thấy mày mang cắt xu đem về nhà mà báo hiếu. Giờ còn xin tiền ông già ốm yếu, bệnh hoạn, ho hen như tao là sao? Thì cuối tháng rồi, con đang khô máu nè. Mày khô máu chứ tao đang khô xương. Tao đang bị... Rồi, con biết rồi. Chú vừa ho gà, ho gió, ho khan, rồi ho sản nữa. Còn bị tụt huyết áp, người ốm yếu, bệnh tật tứ tung, không ai chăm sóc đúng không? Con bà ca hoài, lúc nào mượn tiền cũng ca hết á. Thôi để con đi mượn anh hai. Ê, mày đừng có vô quậy nó. Trời ơi, nó đang thảm lắm đó. Tôi mới hàng cho chú con giàu. Mời Trời, em có biết anh luôn mong em. Chuyện đó em nói chuyện sao?
trước mắt á, anh cứ thanh toán cho em 50 triệu để trả cho công thợ đi. Chú làm tôi khó xử quá. Cần ở mày đợi chút chiếu đi, để cho nó đi xong rồi mày đi. Đúng rồi, không chịu hết nữa rồi. Đợi chút đi, đợi chút chiếu đi. Nên đợi mày đi lẹ đi cho anh mày đi nè. Cô hớ được ai mà chẳng thấy ớn à. Cô tưởng cô giàu là cô muốn đối xử người ta sao cũng được hả? Làm gì cũng phải có tình người một chút chứ. Nhưng mà má không ưa con nhỏ con dâu này. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng mà bắt giờ như vậy hả? Bất kể nữa, nghiệp vụ dựng như anh, lẽ nào không thích phản cô nhi này rất bất hợp lý. Đời em thật sao lại vậy được? Vậy xin được cho chú rồi đó hả? Trời ơi, sao hay vậy con? Hả? Trời ơi. Lớp đầy tim em. Tụi em nhưng mà đâu có vậy nữa nè. Mặc dù cha mình làm cho mình có một người nữa, anh tính sao rồi? Bên nhau là tại rồi đó. Chứ hồi xưa nghe, anh tôi đi xe bốn bánh tài xế liền luôn đó. Mà cô đã nói với má rồi. Bên nhau tràn nhiều thương. Ta nói ra nói chung là đất. Vậy là sao? Hả? Giờ phải đúng rồi, tại con nói gì đâu. Con nói vậy là con không thương. Sao kỳ vậy? Mãi không rời xa. Cô gì đó cái gì? Anh dám